Địa tạng Bồ Tát bổn Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập 71 Tập 71 xin mời mở bản kinh ra Phần khoa chú Nguyễn Hạ Khoa chú Nguyễn Hạ trang 3 Mời xem kinh văn Nhĩ thời Phật cáo Địa tạng Bồ Tát Ngô Kim Ư Đao lợi thiên cung Nhất thiết chúng hội Thuyết Diêm Phù Đề Bố Thí Giáo lượng công đức khinh trọng Nhữ đương đế thính Ngô vị nhữ thuyết Bồ Tát Địa tạng Ở phía trước thịnh giáo lên Thế Tôn Chúng sanh lục đạo tu phước Tu phước Khác nhau Nên quả báo cũng khác nhau Thịnh giáo Thế Tôn Giảng rõ chân tướng sự thật này Cho chúng ta biết Đoạn kinh văn này là Thế Tôn Kể lại Chữ nhĩ thời trong kinh văn Chính là lúc mà Bồ Tát Địa Tạng Thỉnh giáo về sự việc này Thế Tôn nói cho Bồ Tát Địa Tạng biết Chữ Ngô là Thế Tôn tự xưng Hôm nay tại cung trời đao lợi Trong tất cả Chúng hội Nhất thiết chúng hội Là bao gồm Cả đại chúng Của mười pháp giới pháp hội này hy hữu thù thắng vô cùng chúng ta xem qua trong phẩm tựa thấy tất cả chư phật như lai chư đại bồ tát mười phương đương nhiên trong đây cũng bao gồm Cả chúng sanh trong chính Pháp giới Cho nên Pháp hội này Trên thực tế là Không có khác gì so với Hải hội hoa nghiêm Chỉ có điều Pháp hội này Là mượn cung trời đau lợi Để mở hội Thật ra là đột phá không gian Và thời gian rồi Chúng ta nhìn thấy Chúng sanh lục đạo trong tận hư không khắp pháp giới đến tham dự pháp hội này cũng giống như tình hình trong kinh hoa nghiêm đều là chư phật bồ tát ứng hóa ở lục đạo ứng hóa ở ác đạo dùng thân phận của những vị quỷ dương này xuất hiện ở trong đại hội cho nên tất cả hội chúng là vô cùng hy hữu thuyết nghiêm phù đề bố thí giáo lượng công đức khinh trọng đây chính là đáp ứng lời thỉnh cầu của bồ tát địa tạng nói diêm phụ đề chính là địa cầu của chúng ta những người trên địa cầu này tu phước được quả báo nặng hay nhẹ hai câu sau cùng đặc biệt căn dặn bồ tát địa tạng trên thực tế là căn dặn đại chúng chúng ta nhữ đương đế thính đế thính là phải nghe cho thật kỹ ngô vị nhữ thuyết sau đó đây là thế tôn muốn thuyết pháp cho chúng ta mời xem kinh văn Địa tạng Bạch Phật Ngu Ngã nghi thị sự Nguyện nhạo dục văn Nói thật ra Bồ Tát Địa Tạng hoàn toàn là đại biểu cho chúng ta Còn rất nghi ngờ về việc này Nay con vô cùng Hoan hỷ Mong cầu Thế Tôn vì chúng con nói ra Cái chân tướng Sự thật này Ở trong chú giải Pháp sư Thanh Liên Đã nói với Chúng ta mấy câu Mấy câu này Đều là tình trạng Trong đời sống hiện thực Chúng ta Hãy đọc qua chú giải này một lần <laughs> Diêm phụ đề nhân Năng hành bố thí giả Tất báo sanh thiên thượng Thật sự tu bố thí bố thí đúng như lý như pháp bố thí là phước tu phước phước báo lớn hơn sẽ sanh về cõi trời để hưởng phước cho nên thế tôn nói công đức bố thí nặng hay nhẹ ở cung trời tại vì sao ngài không nói ở nhân gian mà nói ở cõi trời đây là ngài chỉ ra cái ý này cho chúng ta rồi đương đế thính giả phù bố thí chi nghiệp nại chúng hành chi nguyên hai câu nói này là cương lĩnh là nói chung thả tài vật vô thường ngũ gia tranh đoạt phàm ngu lận tích mỹ hữu xã tâm đây là nói tình trạng thế gian xã hội hiện nay càng đúng như vậy hơn nữa họ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đoạt lấy tài vật đây là tạo tội nghiệp Tội sử thê nhi giác mục, đây là gia đình bất hòa, huynh đệ huyết tượng quyến thuộc quái ly thân bằng cách tuyệt. Đây đều là nói ra tình trạng xã hội hiện thực của chúng ta. Rốt cuộc là do nguyên nhân gì tạo nên vậy? hiện nay tình trạng này quá bình thường quá nhiều rồi ở trong nước ở ngoài nước hầu như sáu căn của chúng ta tiếp xúc toàn là cảnh giới này chúng ta muốn hiểu rõ nghiệp nhân quả báo này vậy thì phải nghe thật kỹ lời khai thị dưới đây của thế tôn Trang thứ tư Mời xem Kinh Văn Phật cáo địa tạng Bồ Tát Nam Diêm Phù Đề Hữu Chư Quốc Vương Tế Phụ Đại Thần Đại Trưởng Giả Đại Sát Lợi Đại Bà La Môn Đẳng Những người này Đều là người có địa vị, Có của cải Có thể bố thí ở trong xã hội Nhược ngộ tối hạ bần cùng Nải chí lung tàn âm á Lung si vô mục Như thị chủng chủng bất hoàng cụ giả Đây là đối tượng được bố thí trong phật pháp gọi đó là ruộng phước ruộng phước có ba loại loại này là ruộng bi là kẻ đáng thương nhất của thế gian những người này trong đời quá khứ không có tu phước tuy được thân người nhưng đời sống vô cùng khốn khổ những người có khả năng như chúng ta nhìn thấy những chúng sanh này cần phải dùng tâm đại từ bi hết lòng hết dạ để giúp đỡ họ <laughs> nghiệp nhân quả báo pháp sư thanh liên ở trong chú giải cũng có đề cập sơ lược rồi câu sau cùng ngài trích dẫn lời trong kinh nói muốn biết nhân đời trước xem thọ hưởng đời này muốn biết quả đời sau xem việc làm đời này phật báo như bóng theo hình nên không thể không biết gieo phước được phước là như bóng theo hình Cần phải hiểu rõ đạo lý này Dưới đây là Thế Tôn dạy chúng ta Cần phải dùng tâm thái như thế nào Để tu bố thí Thị Đại Quốc Vương Đẳng Chữ Đẳng là Chỉ Hàng Tế Phụ Đại Thần Đại Trưởng Giả Sát Lợi Đại Bà La Môn mà phía trước đã nói, tức là nói người có địa vị, có của cải, có năng lực trong xã hội cần phải tu bố thí. Đức Phật thường nói trên kinh có phước báo phải nên cùng hưởng với tất cả chúng sanh thì phước báo này lớn rồi loài phước báo này vĩnh viễn hưởng thụ không hết nếu như tham tiền của keo kiệt chỉ dành riêng cho mình hưởng thụ mặc dù phước báo của bạn rất lớn đời này sau khi bạn thọ dùng hết rồi thì đời sau sẽ không còn phước nữa không có phước báo vậy họ sẽ đi về đâu điều này chúng ta biết rất rõ ràng minh bạch nếu như không phải đi vào ác đạo ở cõi người cũng là bần cùng các căn sẽ không được đầy đủ cũng sẽ đọa lạc vào giai cấp này cho nên chúng ta hiểu rõ đạo lý này hiểu rõ chân tướng sự thật thì phải nên tu phước Người giàu sang có thể tu phước Người nghèo cùng cũng có thể tu phước Giả lại tương lai được quả báo Cũng là bình đẳng mà Chỉ cần hết lòng hết sức tu phước Đều là viên mãn Thị đại quốc vương đẳng Dục bố thí thời Lúc làm việc bố thí Nó thật ra bố thí là mỗi lúc mọi nơi Không được phép gián đoạn Điều quan trọng là bạn dùng tâm như thế nào Để giúp đỡ người khác Nhược năng cụ đại từ bi Hạ tâm hàm tiếu Thân thủ biến bố thí Hoặc xử nhân thí cách bố thí này là thuộc thắng nhất là tâm từ bi chân thật đại từ bi là tâm bình đẳng tâm thanh tịnh không có phân biệt không có chấp trước đối với tất cả chúng sanh có cùng một tâm yêu thương giống nhau đây gọi là đại từ bi hạ tâm là khiêm tốn tôn trọng người Không có một mảy may tập khí ngạo mạn Càng không được có thái độ ngạo mạn Hạ tâm hàm tiếu Thân thủ biến bố thí Tự tay mình đi làm việc bố thí này Nếu như lúc nhân duyên không đầy đủ mình không có cách gì đích thân đến nơi đó Để làm bố thí được Thế thì phải phái người khác đi Phái người đại diện Phái người khác đi cũng phải chỉ cho họ biết Cái tâm thái bố thí Nguyễn ngôn úy dụ Dùng lời lẽ ôn hòa Dịu dàng an ủi những người tiếp nhận bố thí này họ đều đang sống trong hoàn cảnh khó khăn nên phải có lời an ủi họ thị quốc vương đẳng sở hoạch phước lợi như bố thí bách hằng hà sa phật công đức chi lợi mọi người đều biết công đức bố thí cúng dương phật là lớn nhất người nào cũng đều thích cúng dường Phật. Nhưng lại lơ là đối với những người nghèo cùng này. Bên dưới nói, ngày nay gọi là những người tàn tật trong xã hội. Bố thí cho họ vượt báo mà bạn nhận được. Không có khác gì so với bố thí cúng dường chư Phật như Lai Chúng ta bố thí lên chư Phật như Lai Là vô cùng thành kính Cung kính Nếu dùng loại tâm thái này để bố thí cho những người nghèo hèn Thì phước báo đó là như nhau Vì sao vậy? Bởi vì tâm bạn là bình đẳng nên phước bạn được là phước bình đẳng chân thật là cảnh chuyển theo tâm cho nên nếu các vị thật sự muốn học phật nếu muốn trong đời này thật sự làm phật không phải làm không được Lời Phật dạy chúng ta ở trên kinh Là chân thật không phải là giả Như định phải xem tất cả chúng sanh Như là cha mẹ trong quá khứ Và chư Phật dị lai của chính mình Chúng sanh rõ ràng có người giàu sang Chúng ta biết họ đời trước có tu phước là cha mẹ quá khứ của chúng ta. Trong chúng sanh có người nghèo cùng chúng ta cũng hiểu rõ do trong đời quá khứ không có tu phước, họ cũng là cha mẹ của chúng ta trong quá khứ. Chúng ta dùng tâm chân thành thanh tịnh bình đẳng giống nhau để hiếu thuận. Bố thí cúng dường là hiếu dưỡng cha mẹ. là phụng sự chư Phật. Cho nên Phật dạy chúng ta, tất cả chúng sanh có quan hệ gì với chúng ta? Là cha mẹ trong đời quá khứ, là chư Phật như lai, vị lai. Nếu như chúng ta dùng tâm thái như vậy, để nhìn tất cả mọi người, nhìn tất cả chúng sanh, thì thời gian thành Phật của bạn sẽ rút ngắn Rút ngắn với biên độ lớn Nếu như bạn niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương cực lạc Thì đời này chắc chắn giảng sanh Hay nói cách khác Tại vì sao bạn niệm Phật mà không thể giảng sanh làm Phật là do bạn xem thường chúng sanh Chính mình có thái độ Cống cao ngã mạng nên bỏ lỡ cơ hội giảng sanh bất thối thành phật ngay trong đời này của mình không phải chư phật bồ tát không giúp đỡ bạn mà cho bạn bỏ lỡ cơ hội ngay trước mắt đây là điểm đáng để chúng ta phản tỉnh đáng để chúng ta kiểm điểm Nếu như trong những việc này Thật sự giác ngộ hiểu rõ rồi Thì con đường Bồ Tát Đạo của chúng ta Sẽ thật sự tưởng bượm xuôi gió Làm gì có chướng ngại được Bất kỳ một người nào Chỉ cần có đủ thái độ như vậy không phải nói xem tất cả chúng sanh là cha mẹ quá khứ chư phật vị lai của mình xem là như vậy thì tâm địa của bạn vẫn chưa thanh tịnh hay nói cách khác bạn thử suy nghĩ thật kỹ xem bạn vẫn còn một phần tâm ngạo mạn chưa có đoạn hết nhất định phải hiểu rõ chân tướng sự thật này họ thật sự là cha mẹ quá khứ Chứ không phải xem là Thật sự là chư Phật dị lai Lời Phật nói đâu có sai lầm Chúng ta chưa có nhìn thấy Phật nhìn thấy chân tướng sự thật Chúng ta trong đời quá khứ Quá khứ còn có quá khứ nữa Quá khứ vô thủy Vô lượng vô biên kiếp đến nay Có quan hệ thân thuộc với chúng sanh này tại vì sao quan hệ thân thuộc không được tốt đẹp vậy phần lớn là do keo kiệt tạo ra biết bao nhiêu là tội nghiệp trong tâm nhìn thấy số tiền của này liền khởi thăm sân si mạng tạo tác rất nhiều ác nghiệp nên phải nhận những quả báo trước mắt này ngày nay chúng ta có may mắn gặp được phật pháp gặp được đại thừa phật đem những chân tướng sự thật này nói rõ ràng sáng tỏ cho chúng ta biết chúng ta giác ngộ rồi sau khi giác ngộ trong tâm chúng ta sanh ra sự thay đổi rất lớn hôm nay chúng ta đề xướng xây dựng thôn di đà hoan nghênh đồng tu đến nơi này để cộng tu tất cả nhân viên phục vụ trong thôn di đà từ trên xuống dưới xem những vị đồng tu này như là cha mẹ như là tôn trưởng như là chư phật như lai chúng ta dùng tâm chân thành hiếu thuận để cúng dường đại chúng phước báo đúng như trong này nói như bố thí bách hằng hà sa phật công đức chi lợi Cơ duyên hiếm có Hy hữu khó gặp Trong đời này Chúng ta đã có thể gặp mặt nhau Ở mảnh đất Singapore này Là may mắn biết bao Càng nghĩ, càng thấy sư việc này hiếm có Càng nghĩ, càng thấy không thể nghĩ bạc Thật sự sáng tỏ. Thật sự giác ngộ thì tự nhiên sẽ toàn tâm toàn lực phụng hiến cho sự nghiệp lớn này. Sự nghiệp lớn này chính là cúng dường cha mẹ, cúng dường chư Phật Mời xem kinh văn dưới đây Hà Dĩ Cố Thế Tôn giải thích đạo lý này Cho chúng ta Duyên thị quốc vương đẳng Ư thị tối bần tiện bối Cặp bất hoàng cụ giả phát đại từ tâm đây là điều kiện quan trọng nhất bởi vì người tu bố thí tâm họ phát là tâm đại từ bi tâm đại từ bi giống như tâm phật nhà phật nói từ bi nói sơ lược có bốn loại người thế gian chỉ có ái duyên từ bi họ yêu mến bạn mới từ bi với bạn họ không yêu mến bạn thì sẽ không có tâm từ bi với bạn rồi từ bi là quan tâm yêu thương bảo vệ toàn tâm toàn lực giúp đỡ bạn họ không yêu mến bạn thì không có chuyện này người có trí huệ có phước đức lớn trong thế gian họ có chúng sanh duyên từ bi họ biết yêu chính mình và yêu người trong gia đình yêu người trong gia đình nên họ cũng yêu quốc gia yêu dân tộc thậm chí là yêu thương tất cả chúng sanh trên thế giới tâm lượng của người này là lớn rồi người có tâm lượng lớn phần lớn đều là những nhân vật thuộc về giai cấp lãnh đạo ở trong xã hội họ có tâm yêu thương rộng lớn phạm vi bố thí cúng dường phục vụ của họ rất rộng Đến Bồ Tát Bồ Tát giác ngộ rồi Tâm từ bi của Bồ Tát Được gọi là Pháp Duyên từ Bi Giống như chúng tôi vừa rồi mới nói Chúng ta xem tất cả chúng sanh Là cha mẹ quá khứ Và chư Phật vị lai của mình Bạn tu Hiếu kính Tu cúng dường như vậy Là thuộc về Pháp Duyên từ Bi pháp duyên vẫn là có điều kiện tâm đại từ bi trên quả địa như lai là không có điều kiện nhất định không có phân biệt không có chấp trước hoàn toàn là rất tự nhiên trong phật pháp gọi là pháp nhĩ như thị đây mới gọi là đại từ bi Phước báo đó là vô lượng vô biên Tuyệt đối không phải Chúng sanh duyên pháp duyên Có thể sánh nổi Tâm người này phát ra Là tâm đại từ bi Là giống như Phật vậy Ngày nay chúng ta muốn học Phật Muốn tu phước báo lớn Bạn phải hiểu được đạo lý này bạn phải hiểu rõ chân tướng Sự thật này Chúng ta có thể làm được Người có tiền có của cải bố thí Họ bố thí được nhiều Chúng ta không có của cải Không có năng lực Mỗi tháng Ta chỉ kiếm được 2.000 đồng Ta có thể đem 2.000 này Thấy đều bố thí hết Thì công đức của ta là viên mãn Người ta mỗi tháng kiếm được mấy trăm nghìn Mấy triệu đồng Họ bố thí mấy chục nghìn Nên công đức của họ không viên mãn Vì sao vậy? Là chỉ chiếm một phần nhỏ Trong khả năng của họ Phước báo của tôi tuy nhỏ Nhưng tôi đem toàn bộ ra bố thí vì tỷ lệ bố thí cúng dường này của tôi là một trăm phần trăm, cái tâm là một trăm phần trăm, sự cũng là một trăm phần trăm, nên được quả báo là một trăm phần trăm. Phật pháp như vậy mới gọi là pháp bình đẳng, tuyệt đối không phải người có thế lực, có của cải mới có thể tu bố thí. Con người nghèo cùng thì không thể tu bố thí, nếu như vậy thì người nghèo cùng chẳng phải đời đời kiếp kiếp mãi nghèo cùng. Giàu sang chẳng phải đời đời kiếp kiếp mãi giàu sang hay sao? Đâu có đạo lý này. Cho nên, chúng ta thật sự sáng tỏ lời Phật dạy trên kinh. Thường thường người nghèo hèn thì đời sau sẽ được giàu sang con người giàu sang trong đời này đến đời sau thì sự giàu sang của họ sẽ giảm bớt sẽ xuống thấp vì sao vậy lúc hưởng thụ giàu sang thì rất khó làm việc bố thí viên mãn đạo lý là ở chỗ này đây mới gọi là đạo trời công bằng người nghèo hèn cũng có thể tu Đại Phước Báo Ở trên kinh Phật cũng đã từng nêu thí dụ cho chúng ta thấy Nhưng như chỗ này Ngài không có nêu ra câu chuyện này Nhưng có nói qua trong kinh Tiểu Thừa Có một người ăn mày đây là hạng nghèo hèn đến cực điểm Người ta cho bà một xu Là rất ít Người ăn mày này đúng lúc gặp được Phật đi trị bác Nghĩ đến thân thế của mình Vô cùng thê thảm Trong đời quá khứ không có tu phước nhìn thấy đức phật đang đi bác liền đem một xu đầy cúng dường lên phật một cách rất cung kính người ăn mày này là một người nữ bảy ngày sau thì bà qua đời bởi do gieo cái phước này nên bà đầu thai vào gia đình trưởng giả giàu có là đi hưởng phước rồi sau khi trưởng thành bà đã làm hoàng hậu bố thí cúng dường một xu lên đức phật được phước báo lớn như vậy đây là điều mà người bình thường rất khó tin nổi tại vì sao được phước báo lớn như vậy tâm bà phát là tâm đại từ đại bi tâm chân thành cung kính phước là được sanh ra từ chỗ này chứ không phải là ở trên một xu một xu thì có đáng gì ở trên tâm của bà vua thì có nhiều tiền của rồi bố thí cho nhân dân nuôi dưỡng nhân dân giáo dục nhân dân nếu như không phải dùng tâm đại từ bi khiêm tốn hạ mình thì phước báo Mà họ tu sẽ không được hoàn toàn Đời này làm vua Đời sau sẽ làm đại thần Đời sau nữa chức quan sẽ càng ngày càng nhỏ đi Càng ngày càng đi xuống Tùy bố thí về mặt tiền của là nhiều Nhưng tâm không thanh tịnh Tâm không đủ từ bi Cho nên từ đại từ bi hạ xuống đến pháp duyên từ bi, chúng sanh duyên từ bi, ái duyên từ bi, đó chính là mỗi đời một thể nhận. Phật trên kinh luận đem đạo lý này nói với chúng ta rất nhiều, nói rất tỉ mỉ. Chúng ta phải hiểu cho thật kỹ. Phải nhớ kỹ mọi lúc mọi nơi đối nhân xử thế phải luôn nhớ kỹ lời phật dạy chúng ta là chân thật cho nên phải dùng tâm khiêm tốn cung kính đối xử tất cả mọi người toàn tâm toàn lực giúp đỡ mọi người giúp đỡ mọi người là giúp đỡ cha mẹ của mình là giúp đỡ chư phật như lai bạn nói tâm này của chúng ta vui sướng biết bao hạnh phúc biết bao quả báo được phước lợi lớn hay nhỏ hoàn toàn ở cách dụng tâm của bạn chứ không phải ở vật bằng bố thí có nhiều hay ít là tâm của bạn dưới đây đây là nói quả báo thì cố phước lợi phước mà họ được lợi ích mà họ có được hữu như thử báo đây chính là thí dụ ở phía trước Quả báo của họ bằng với quả báo Bố thí lên một trăm hàng hà sa số chư Phật như Lai Từ đó cho thấy Nếu chúng ta muốn bố thí Cho một trăm hàng hà sa chư Phật như Lai Đâu có cái cơ hội này Bạn làm sao có thể tu được cái phước này Nhưng có loại phước báo ngang bằng, bạn có thể dùng tâm đại từ bi, đây chính là lời Đức Phật nói. Thật sự là cha mẹ quá khứ, chư Phật vị lai. Bạn xem thấy người nghèo cùng, thấp hèn, bạn dùng loại tâm chân thành, cung kính này để mà bố thí cúng dường, bạn sẽ được phước. Ngang bằng với bố thí chư Phật như lai Nhiều như số cát sông Hằng vậy Sông Hằng còn dài hơn sông Trường Giang của Trung Quốc Bạn thử nghĩ xem cát ở nơi đó nhiều hay ít Phật nói đến số lượng thông thường Đều dùng số cát sông Hằng để làm thí dụ Cá của một con sông Hằng đã ngoài sức tưởng tượng rồi Số cát của một trăm con sông Hằng thì vô phương tính đếm được phần trước phật ở trong câu chuyện đã kể cho chúng ta nghe một người nữ ăn mày nghèo khó chỉ dùng một xu bằng tâm chân thành cung kính cúng dường phật đời sau được quả báo làm hoàng hậu bạn có thể cúng dường bố thí một trăm hằng hà sa số chư phật như lai like vì quả báo này của bạn phước báo này của bạn mau lớn là không cách gì nói được rồi phật nói những lời này nói thật ra tuyệt đối không phải là phương tiện thiện xảo nhằm bảo chúng ta đi chăm sóc người nghèo hèn chăm sóc người già nghèo khổ Không phải cái ý này Lời Phật nói là lời chân thật Một chút cũng không giả Sự thật quả đúng là như vậy Phàm phu chúng ta để mê mất tự tánh Không nhìn thấy Chân tướng của vũ trụ nhân sanh cho nên ở xung quanh chúng ta nơi nào cũng là ruộng phước mà chúng ta không biết gieo trồng trái lại đi tạo tội nghiệp đây chính là trên kinh phật thường gọi là kẻ đáng thương xót ruộng phước là ở xung quanh bạn mà bạn không biết gieo phước bạn vẫn đang tạo nghiệp bạn nói đáng thương biết bao vì sao gọi là hạnh bồ tát người biết tu phước đều là bồ tát người biết bố thí cúng dường người này chính là bồ tát chúng ta sống là bố thí cúng dường chúng ta làm việc cũng là bố thí cúng dường bất luận bạn làm trong ngành nghề nào ngành nghề này của tôi công việc này của tôi là phục vụ cho đại chúng xã hội là phục vụ cho tất cả chúng sanh chỉ cần bạn có tâm thái như vậy Là bố thí cúng dường rồi Ngành nghề này của tôi là để cho tôi kiếm tiền Là lo nghĩ cho gia đình và con cháu của tôi Là bạn bỏ lỡ ruộng phước ngay trước mặt này rồi Làm cùng một sự việc là như nhau Chỉ khác nhau trong một niệm Một niệm Tự tư Chính là phàm phu liền tạo nghiệp Một niệm gì chúng sanh Vì xã hội Đó chính là Bồ Tát Đó chính là Phật Chỉ trong khoảng một niệm Ý nghĩ này chuyển trở lại Liền siêu phàm nhập thánh Phước lợi mà bạn được là vô lượng vô biên Giống như trên quả địa của chư Phật Như Lai vậy Chúng ta nhìn thấy tỳ Lô Giá Na à Phật ở trong Kinh Hoa Nghiêm Nhìn thấy a di Đà Phật ở trong Kinh Vô Lượng Thọ Phước lợi mà các ngài đạt được Chúng ta cũng có thể đạt được Các ngài tu được nếu như chúng ta biết những chân tướng sự thật này Thì chúng ta cũng có thể tu được Phước lợi cũng ngang bằng Chư Phật như Lai Bách thiên sanh trung Thường đắc thất bảo cụ túc Hà huống y thực thọ dụng Phước báo này không phải Một đời một kiếp mà đời đời kiếp kiếp dính diễn hưởng không hết Chị xem cái ý nghĩ đó của bạn Có thể chuyển trở lại được không? Khi con người có phước báo Thì trí huệ cũng mở mang Đúng như câu nói phước đến thì tâm linh Phước báo hiện tiền Thì tâm tư cũng linh hoạt nhạy bén Trí huệ liền hiện ra ngay Phật dạy chúng ta phước huệ song tu Lại thật ra huệ chính là Giác ngộ Chính là sáng suốt Phước là làm việc Cái này một khi sáng suốt rồi Hiểu rõ chân tướng sự thật Thì Huệ liền mở ra ngay Biết được vì tất cả chúng sanh là đúng Là phải nên làm Vì mình là sai rồi Là không nên làm Trí huệ của bạn mở rồi Từ nay vì sao Khởi tâm Động niệm 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 vì chúng sanh Vì xã hội, vì nhân dân không còn có một mảy may tâm tư lợi nữa, vậy là trí huệ của bạn mở rồi. Bạn ở trong đời sống thường ngày, từ sớm đến tối, từ mồng một đến ba mươi, không có cái gì là không phải là phụng hiến, không có cái gì là không phải bố thí cúng dường, thì phước báo này của bạn bao lớn. Chú dạy có Pháp Sư Thanh Liên Các vị hãy tự mình xem Ngài chú dạy rất hay Có trích dẫn căn cứ kinh điển Mời xem kinh văn dưới đây Phục thứ địa tạng Nhược vị lai thế Hữu chư quốc vương Chí bà la môn đẳng Đây cũng là nói về Người có thể bố thí ở phía trước Ngộ Phật Tháp Tự Hoặc Phật Hình Tượng Nại Chí Bồ Tát Thanh Văn Bích Di Phật Tượng Cung Tự Doanh Biện Cúng Dường Bố Thí Phía trước đây là nói Bố Thí Cho Người Nghèo Khó Đây là Bi Điện Đoạn thứ hai Nói Bố Thí Chùa Tháp Thánh Tượng đây là tịnh điện Trước tiên nói về người có thể bố thí Nêu ra thí dụ Nói thật ra làm những việc này Tu những phước này Thì người nào cũng có phần Chỉ cần có tâm chân thành cung kính Để tu bố thí Thì quả báo Cũng như lời trên kinh nói chỗ này chúng ta nhất định phải hiểu rõ chân tướng sự thật ngày nay chúng ta xây tháp chúng ta xây chùa đúc tạo hình tượng phật tương lai được quả báo có giống như lời trên kinh nói hay không đương nhiên là giống nhau nhưng phải đầy đủ duyên bố thí thì mới giống nhau được nếu như duyên không đầy đủ thì phước báo mà trên kinh nói bạn không đạt được phước báo phía trước nói lớn như vậy là dùng tâm từ bi của phật để tu sẽ dễ dàng đạt được ngày nay bố thí chùa tháp phật bố thí đạo tràng phật bạn trước tiên phải đi quan sát nơi này có phải là nơi có đạo thật hay không xây dựng đạo tràng tôi đã từng nói qua với các vị đồng tu rồi từ xưa đến nay không phải nói xây đạo tràng xong rồi đi khắp nơi tìm người tu hành không phải vậy đó là phan duyên không thể được phước cần phải tu như thế nào nhìn thấy có người tu đạo chân chánh bạn mới xây đạo tràng cho họ thì phước báo này mới lớn dùng năng lực của bản thân bạn để giúp đỡ họ Để thành tựu cho họ Đây là phước báo chân thật Ngày nay chúng ta Thật sự nhìn thấy Có một số đạo tràng Hoàn toàn không đúng như Pháp Đạo tràng không đúng như Pháp Hầu như khắp nơi đều có Đạo tràng xây rất nguy nga Tráng lệ Nhưng bên trong không phải làm việc đạo Chỉ là để mấy người ở trong đó hưởng phước Sống ở trong đó tạo nghiệp Vậy chúng ta bố thí Cúng dường nơi đây là giúp họ tạo nghiệp Bạn còn mong có phước sao? Họ tạo nghiệp là do bạn giúp họ tạo nghiệp. Khi họ đọa lạc thì bạn cũng phải bị liên lụy theo. Đến lúc đó, bạn lại phỉ bán tam bảo. Bảo trong Kinh Địa Tạng rõ ràng nói bố thí chùa tháp, đúc tạo hình tượng được phước. Tôi ngày nay bị ác báo, vậy thì Đức Phật nói là không linh rồi. Thế là bạn phỉ bán Phật Pháp Tăng Làm nặng thêm tội nghiệp Đỏ địa ngục A Tỳ Phật không có nói sai Do bạn hiểu sai ý nghĩa Đây là điều chúng ta cần phải làm cho rõ ràng Phía trước nói bố thí cho người nghèo cùng Thì không có vấn đề gì Chỗ này nói bố thí chùa tháp thì có vấn đề là phải có người tu đạo chân thật bố thí cúng dường phải như thế nào phải đúng như lý như pháp nơi này có vài ba người tu hành che cho họ cái am tranh là được rồi do người ít không cần phải có đạo tràng lớn như vậy hay nói cách khác đạo tràng lớn hay nhỏ hình thức phải thích hợp dùng cho việc hành đạo hiện tại của họ vậy thì là như pháp như lý như pháp nếu như làm quá mức nơi này của họ chỉ có mấy người tu hành mà xây đạo tràng thật lớn vậy thì có tội lỗi rồi vì sao vậy đạo tràng lớn như vậy nếu như trong đó chỉ có năm sáu người ở thời gian mỗi ngày quét dọn môi trường còn không đủ, chẳng phải bạn làm cho người ta mệt chết sao? họ còn thời gian đâu mà tu nữa chứ. Chúng tôi từng thấy đạo tràng rất lớn, đạo tràng trang nghiêm, hỏi họ trong đó có bao nhiêu người ở, họ trả lời khoảng năm sáu người. dọn dẹp môi trường phải làm thế nào? rất nhiều gian nhà phải đóng cửa lại, không có thời gian quét dọn một năm chỉ có mở cửa mấy lần khi tổ chức pháp hội tìm một vài vị tín đồ giúp đỡ dọn dẹp bình thường thì chẳng dùng tới vậy thì rất là không đúng như pháp cho nên ở thời đại này giai đoạn này hiện nay Tu phước ở trong cửa Phật Sự việc nào là quan trọng nhất gì? Bồi dưỡng nhân tài Hoằng pháp Trước đây có thể bố thí Chùa tháp Cúng dương tượng Phật Sẽ có phước báo lớn Là bởi vì đại chúng xã hội đều nhận thức Đều biết rõ Đều có tâm cung kính đối với Phật Pháp Phước báo mới lớn tu phước ở trong cửa phật chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng vào thời xưa phật pháp có thể tuyên dương có thể mở rộng phổ biến vì đại chúng xã hội đều có nhận thức đều biết tôn kính đối với phật pháp sự tôn kính này hơn hẳn đối với tất cả người trong thế gian nơi thật ra các tín đồ đối với phật bồ tát tôn kính còn hơn cả cha mẹ hơn cả những bậc tôn trưởng nguyên nhân là bởi vì thời cổ đại nhà vua thường đề xướng phật pháp và họ chăm chỉ học tập phật bồ tát là thầy của vua nhân dân đối với vua tôn kính thì thầy của vua đương nhiên sẽ được tôn kính hơn nữa có được chút tâm kính này vậy thì được phước chuyển đổi tâm tôn kính phật bồ tát thành ra tôn kính đại chúng xã hội tôn kính tất cả chúng sanh đây chính là học tập theo phật bồ tát cho nên tu phước như vậy thì phước báo mới lớn hiện nay phật pháp suy yếu rồi đặc biệt là hai trăm năm trở lại đây nền giáo dục phật đà đã, đã rơi xuống thành tôn giáo cách nhìn của đại chúng xã hội về phật pháp là mê tín nhìn thấy chùa miếu là mê cung nhìn thấy hình tượng phật bồ tát là tượng gỗ hay nói cách khác hoàn toàn không có tâm cung kính không những không có tâm cung kính mà còn giúp họ tạo nghiệp từ đó cho thấy Ngày nay xây dựng chùa tháp Tạo tượng Phật Thì đại chúng xã hội cho rằng Bạn đề sướng mê tín Đâu có thể tu phước được Đại chúng xã hội cần phải Hiểu rõ Phật Pháp là gì Đều có thể hiểu được Phật Pháp là có lợi ích đối với chúng ta sau đó bạn bố thí chùa tháp đắp tạo tượng phật vậy thì có công đức rồi sự việc này bạn có được phước hay không phải xem sự phản ứng của đại chúng xã hội phải xem sự nhận thức của đại chúng xã hội mọi người thử nghĩ xem có đạo lý hay không cho nên nếu thật sự muốn tu phước thì cần phải đánh thức đại chúng xã hội xây dựng tháp ở trong tháp là nơi cất giữ xá lợi phật đây là kỷ niệm 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 không quên ân đức của Phật Tổ Dạy người ta biết ân, báo ân Là có ý nghĩa này Xây chùa Chùa là gì? Phần trước đã từng nói qua với các vị rồi Chùa là cơ quan làm việc Nơi chốn làm việc Làm việc gì vậy? Làm việc dạy học của Phật giáo dục phật đà là địa điểm này nếu như nơi này không phải làm công việc giáo dục phật đà không phải làm công việc dạy học của phật thì không thể gọi là chùa phật được rồi đắp tạo hình tượng phật bồ tát có hai ý nghĩa một là báo ân nguồn cội hai là thấy người hiền mong sao cho bằng nhìn thấy tượng bồ tát nhìn thấy quan âm bồ tát lập tức liền nghĩ đến ta phải đại từ đại bi đối với tất cả chúng sanh Chúng ta phải học theo quan âm Phải nói theo quan âm Hãy nhìn thấy hình tượng quan âm Bồ Tát Bạn có sanh lên ý nghĩ này hay không? Nếu sanh lên được ý nghĩ này Thì bạn tạo tượng phước báo sẽ lớn Không thể sanh lên ý nghĩ này Thì phước báo tạo tượng của bạn là quá nhỏ rồi Nhìn thấy hình tượng Bồ Tát Địa Tạng Lập tức phải nghĩ đến hiếu thảo cha mẹ phụng sự thầy tổ phải liền nghĩ đến lời giáo huấn trong bộ kinh địa tạng bồ tát bổ nguyện này dùng hình tượng này nhắc nhở chúng ta nếu như không hiểu được ý nghĩa này khi nhìn thấy hình tượng của bồ tát địa tạng liền đi đến đó thắp hương bố thí cúng dường cầu mong phật bồ tát phù hộ thăng quan phát tài là sai rồi là mê tín rồi hoàn toàn đã sai rồi làm sao bạn có thể được phước nổi chứ từ đó cho thấy tư phước trong cửa phật nhất định phải thật sự hiểu rõ thật sự sáng tỏ về phật pháp ai gì đại chúng xã hội đi làm công việc giải thích này đây điều này thì phải cần những vị đại đức tại gia xuất gia thực sự hiểu rõ đi giảng kinh thuyết pháp ở trong xã hội đem những đạo lý và chân tướng sự thật này giảng rõ ràng giảng minh bạch khiến cho đại chúng xã hội không đến nỗi hiểu sai, không đến nỗi hiểu lầm. Sau đó, bạn bố thí cúng dường mới có phước. Đây là việc ngay hiện tiền chúng ta cần phải nói rõ ràng, nói minh bạch, không được phép hiểu lầm. trong phật pháp tuyệt đối không có mê tín nhưng hiện nay hình tượng này thật sự là đã tràn đầy mê tín từ đó cho thấy người chân thật giác ngộ sáng suốt thì cách nghĩ cách nhìn của họ không giống như người thông thường hành vi việc làm của họ chắc chắn là có lợi ích chân thật đối với xã hội đối với nhân dân đối với đại chúng phật pháp là giáo dục phật pháp là dạy học dạy người ta đoạn ác tu thiện dạy người ta phá mê khai ngộ kết quả dạy học của phật pháp là giúp người lìa khổ được vui đây là nền giáo dục tốt nhất của thế gian sau khi phật giáo truyền đến trung quốc nó kết hợp với truyền thống vốn có của trung quốc thành một thể biến thành văn hóa của trung quốc Chúng ta ngày nay nói Phật Pháp Đại Thừa Đã là không phải có Ấn Độ nữa rồi Nó đã dung hòa thành một thể với truyền thống Văn hóa Trung Quốc Đã không thể tách rời Thật sự là như nước hòa chung với sữa vậy Ngày nay trên toàn thế giới Nói đến Phật Pháp là nói Phật Pháp của Trung Quốc Chứ không phải Phật Pháp của Ấn Độ Phật Pháp Ấn Độ đã biến mất từ lâu rồi Phật Pháp hoàn toàn di cư Đến Trung Quốc Con cháu của Thích Ca Mâu Ni Phật Tộc này của Ngài Thời gian khoảng thế kỷ thứ 14 trước công nguyên Tính đồ Hồi giáo chinh phục Ấn Độ Họ phải lánh nạn Di dân đến Tây Tạng Vì sao định cư tại Hậu Tạng Không còn trở về nữa Thế kỷ 11 Họ di dân đến Trung Quốc Đã ở Trung Quốc đến một nghìn năm Một nghìn năm thì đương nhiên Xem như là người Trung Quốc rồi Sao có thể xem là người Ấn Độ được nữa Chúng ta hiện nay ở ngoại quốc Ở được một hai mươi năm Thì người ngoại quốc thừa nhận là công dân của họ rồi Tộc Thích Ca đến Trung Quốc ở đã một nghìn năm rồi Chúng ta vẫn không xem họ là người Trung Quốc hay sao Cho nên nói toàn bộ di dân đến Trung Quốc ngày nay nói đến phật pháp thì phải nói đến phật pháp của trung quốc đại thừa của trung quốc hiện nay phật pháp ấn độ dần dần mới bắt đầu phục hưng từ trung quốc truyền trở lại người ấn độ tương lai học phật pháp là học phật pháp của trung quốc chúng ta phải hiểu rõ sự thật này Phật pháp đại thừa có thể cứu giảng thế giới này. Có thể giúp toàn nhân loại trong thế kỷ 21 đạt được hòa bình. Được hạnh phúc, phồn vinh thịnh vượng. Cho nên chúng ta cần mở rộng tâm lượng quan tâm đến mình thì cũng phải quan tâm người khác ta người không hai mới có thể đạt đến hòa bình ổn định vĩnh cửu cho toàn thế giới nếu như chúng ta có tâm tư lợi có cái nhìn lệch lạc thì không cách gì làm được rồi thật sự phải làm cho được thương người như thương mình Yêu thế giới này giống như nhà của mình vậy Thì mới có thể thật sự đạt được hòa bình phồn vinh Thịnh dưỡng cho toàn thế giới Dưới đây nói Đây là bố thí Đặc biệt phải chú ý đến Nhất định không được mê tín Xem tiếp đoạn kinh văn dưới đây Thị quốc vương đẳng Đường đắc tam kiếp Vi đế thích thân Thọ thắng diệu lạc Đây là nói quả báo có được Từ sự bố thí của họ Tam kiếp là ba tiểu kiếp Cũng là hiếm có rồi Phước báo này là quá lớn rồi tam kiếp vì đế thích thân Người Trung Quốc gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế Họ sanh về trời đau lợi để làm vua trời Cho nên có rất nhiều người Đọc đoạn kinh văn này Chẳng hiểu gì cả Liền đi xây dựng chùa tháp Đắp tạo tượng Phật khắp nơi để cầu mong đời sau sanh về trời đau lợi để làm vua trời có thể làm được hay không điều đó phải đặt dấu hỏi rất lớn mọi người hãy nghĩ thật kỹ cái đoạn mà tôi vừa mới nói này ngày nay muốn tu phước trong phật pháp hãy đề xướng nền giáo dục phật đà đây mới chân thật là tu phước Những nhân sĩ thật sự có nhiệt tâm Làm cái công việc này Chúng ta hãy giúp đỡ họ Xây dựng Đạo tràng Hoàng Dương Phật Pháp Chúng ta phải thật sự nhận thức Từ bản thân của Thích Ca Mâu Ni Phật Cho đến Đệ tử của Ngài Bao gồm cả những đệ tử Tại gia xuất gia Trong cửa Phật hiện nay của chúng ta Nhất là người xuất gia Rốt cuộc thân phận của họ là gì? Chúng ta phải xác định vị trí Và phải khẳng định vai trò của họ Việc họ làm là công việc giáo dục xã hội Đây là thân phận của họ Việc họ làm là giáo dục xã hội Hơn nữa càng hiếm có hơn Họ là người làm giáo dục thiện nguyện Giảng kinh thuyết Pháp Chính là dạy học Dạy học ở trường học Thông thường còn có tính tiền giờ Tính tiền lương Những người xuất gia đệ tử Phật này đi ra giảng kinh thuyết pháp, dạy học cho mọi người không có tiền lương. Không có tính tiền giờ. Chẳng mong cầu gì cả, cho nên đây là người giáo dục xã hội, người làm công việc giáo dục xã hội thiện nguyện. Nếu như chúng ta dùng ánh mắt như thế này để nhìn thì bạn sẽ thật sự sanh lên Lòng tôn kính Đối với những người làm công tác giáo dục này Vì sao vậy? Người khác không làm được Nói theo cách thông thường là họ thật sự Hy sinh phụng hiến Lúc học rất vất vả Sau khi mình học xong Phục vụ cho xã hội Cũng rất vất vả cả một đời vĩnh viễn sống đời sống trong sạch vất giả. làm tấm gương làm hình mẫu tốt cho đại chúng xã hội giúp người giác ngộ đương nhiên ở trong cửa phật cũng có rồng rắn lẫn lộn Có người xuất gia rất tốt thực sự phát tâm là học trò tốt của phật cũng có một số người mượn cửa phật dở trò gian dối lừa gạt tín đồ ham muốn cúng dường là có chứ không phải không có người tu phước chúng ta phải có mắt trí huệ phải nhìn cho thật rõ ràng nếu như gặp phải những người xuất gia hư hỏng ham muốn cúng dường lừa gạt chúng sanh chúng ta cũng không cần phải trách mắng chúng ta không cúng dường cho họ là được rồi không giúp họ tạo nghiệp vậy thì rất tốt hy vọng họ có thể quay đầu là bờ con người đâu có ai mà không có lỗi lầm người xưa thường nói con người không phải thánh hiền không ai mà không lỗi có lỗi mà biết sửa thì thiện vô cùng cho nên chúng ta cúng dường cho người khác phải khuyên bảo họ nhắc nhở họ hy vọng họ quay đầu họ biết quay đầu có thể tu phước có thể dùng trí huệ và thân thể của mình thật sự dấn thân vào công tác dạy học xã hội thiện nguyện đây chính là đại bố thí dùng toàn bộ thân tâm dân hiến cho xã hội dân hiến cho nhân dân dân hiến cho chúng sanh Tôi nhìn thấy biểu hiện rất lớn ở Bắc Kinh. Trên đó là chữ của Mao chủ tịch viết vì nhân dân phục vụ. Phật giáo chính là vì nhân dân phục vụ, vì tất cả chúng sanh phục vụ. Tuyệt đối không có mảy may tâm tư lợi. Tuyệt đối không có mảy may Loại tâm nguyện mong được đền đáp Đây gọi là Phật Bồ Tát rồi Nếu như trong khi phục vụ Có chiếm hữu Ham muốn hưởng thụ Đó chính là Phạm Phu Đó thì không gọi là Phật Bồ Tát được Hy vọng người học Phật chúng ta Đối với nghĩa thú của Kinh Phật Trên Kinh thường nói Hiểu sâu nghĩa thú Bạn hiểu cạn vẫn chưa đủ Phải hiểu sâu Quả báo trên Kinh Phật nói Đúng là không có một chút nào giả dối Được quả báo Thí dụ nói bạn được ba kiếp làm vua trời liền dùng thân vua trời làm việc bố thí tiếp nhà phật nói xả đắc bạn được quả báo cũng phải đem nó xả sạch cách xả như thế nào vậy có phước báo thì hưởng chung với tất cả chúng sanh không phải chỉ hưởng cho riêng mình hưởng chung với tất cả chúng sanh thì phước báo này đời đời kiếp kiếp Dính diễn hưởng không hết Xem tiếp đoạn kinh văn dưới đây Nhược năng dĩ thử bố thí phước lợi Hồi hướng pháp giới Thị đại quốc vương đẳng Ư ừ thập kiếp trung thường vi đại phạm thiên vương bạn xem việc bố thí giống nhau không có tăng thêm vẫn là bố thí nhiều chừng đó nếu tâm khác nhau thì phước báo cũng khác nhau phước của bố thí tùy theo tâm lượng của mình mà có sanh ra biến đổi có thể đem số phước bố thí này mình không cần mình không hưởng thụ sẵn lòng đem phước báo của mình bố thí phước báo tu hành này cho tất cả chúng sanh tận hư không khắp pháp giới hưởng thụ chính mình hoàn toàn xả bỏ sạch có phải phước báo của bạn thật sự không còn không không phải càng lớn hơn Phía trước là ba tiểu kiếp Còn đây là mười đại kiếp Thường vi đại phạm thiên vương Phước báo này của bạn Làm sao có thể xả hết được Không thể xả hết Càng xả càng được nhiều Càng thí phước càng lớn cho nên thật sự hiểu được đạo lý này thật sự hiểu rõ chân tướng sự thật họ mới sẵn lòng làm vui vẻ làm tuyệt đối không có keo kiệt toàn tâm toàn lực mà làm một mảy may lưu giữ cũng không có họ hiểu được đạo lý hiểu rõ chân tướng sự thật biết cách làm này mới là đúng mới là đáng nên làm. trong đoạn này, pháp sư thanh liên chú giải rất nhiều, chú giải rất là tỉ mỉ nói rõ tại vì sao phải hồi hướng các vị có thể tự mình xem hiểu được chúng ta không nói nhiều nữa hãy tiếp tục xem kinh văn dưới đây phục thứ địa tạng nhược vị lai thế hữu chư quốc vương chí bà la môn đẳng câu này đều là nói người hay bố thí chữ đẳng là bao gồm mọi người chúng ta ở trong đó ngộ tiên phật tháp miếu hoặc chí kinh tượng hủy hoại phá lạc Nãi năng phát tâm tu bổ đoạn này là dạy chúng ta tu bổ chùa miếu tháp tượng cũ công đức đó hơn hẳn xây dựng mới đạo lý này là ở chỗ nào lý của nó rất sâu rất rộng theo cách nói của chúng ta hiện nay đạo tràng cũ nó có nguồn gốc lịch sử của nó có bối cảnh văn hóa của nó ở trong đây ngài đã nói ba ý nghĩa thứ nhất là nhân thắng là quá khứ có rất nhiều người ở chỗ này tu hành chứng quả chúng ta bước vào đạo tràng này quả thật là tự nhiên sẽ khởi lên ý nghĩ thấy người tốt nên sửa mình sanh lên cái tâm này Sức mạnh này là rất lớn, rất lớn Giống như ngày nay Nếu như chúng ta đến Lô Sơn xem chùa Đông Lâm Lập tức liền nghĩ đến Năm xưa Đại sư Huệ Viễn niệm Phật Ở nơi đây, thanh tụ tại nơi đây Thì tâm tôn kính Tâm noi theo, học tập liền sanh khởi lên Xây đạo tràng mới Không có cái năng lực này cho nên đây là công đức tu sửa đạo tràng cũ hơn hẳn xây mới thứ hai là khiến người ta sanh khởi niềm tin đạo tràng này liên tục lưu truyền từ xưa đến nay đời đời không dứt cho nên xây dựng đạo tràng mới người ta đến nơi đó thăm viếng niềm tin không được vững chắc bằng thăm viếng đạo tràng cũ Thứ ba là báo ân. Báo ân Tổ sư đại đức. Phải duy trì bảo vệ đạo tràng của Tổ sư đại đức. Chúng ta ngày nay đến Tô Châu nhìn thấy đạo tràng núi Linh Nham, liền nhớ đến đức hạnh của đại sư Ấn Quang. Đây là đạo lý nhất định. Các vị đệ tử của ngài ở hải ngoại chỉ cần có cơ duyên là họ bỏ tiền bỏ sức khôi phục lại đạo tràng của tổ sư là báo ơn tổ định. Đây là chứng tỏ công đức Tu sửa đạo tràng cũ Lớn hơn xây đạo tràng mới Ngộ tiên Phật tháp miếu Hoặc chí kinh tượng Kinh sách Kinh sách cũ Có giá trị rất cao Kinh sách cũ Đã truyền bao nhiêu đời rồi Bạn thử nghĩ xem Trước đây bao nhiêu người đã đọc qua ngày nay truyền đến tay của chúng ta sau khi chúng ta đọc xong còn phải truyền cho người đời sau mối ân tình này bạn biết sâu cỡ nào đây là kinh sách cũ hơn hẳn in ấn mới ở trong đây nó có mối tình cảm ân đức chứa đựng ở trong đó đây là điểm mà ở trong kinh sách in ấn mới không có bản cũ có chữ ân tình ở trong đó cho nên kinh sách cũ phải tu bổ nhưng hiện nay loại giấy chúng ta in ấn này tu bổ không dễ dàng đây đích thực là quan niệm của người phương Tây Sách cũ rồi thì không cần nữa nhứt bỏ hết Trung Quốc trước đây những sách xưa này Có thể tu bổ Sách đóng bằng giấy chỉ Giấy vô cùng mềm mại Ở Trung Quốc đại lục In sách phổ biến nhất là giấy mau biên Chúng ta ngày nay Các chị nhìn thấy sách này là giấy đạo lâm Loài giấy này có thể giữ được bao lâu? Đại khái giữ được hơn 100 năm Sau 100 năm thì sách này sẽ biến thành tro, Biến thành bột Bạn xem, loại giấy này rất đẹp Nhưng không thể chống nổi với sự khảo nghiệm của thời gian Giấy bao bi của Trung Quốc bạn nhìn thấy rất là quê mùa Rất là vàng Mềm mại Không có đẹp bằng giấy ngoại quốc Nhưng nó có thể giữ được 500 năm Sách nào tương đối có tính khảo cứu một chút Thì dùng giấy liên sử Không biết hiện nay ở đại Lục Sách đóng dây chỉ có còn giấy liên sử hay không Giấy liên sử mềm vô cùng Trước đây Đầu năm dân quốc Tân già tạng Do hiệp đồng in Tại Thượng Hải Là dùng giấy điên sử Trước đây sách tương đối hay một chút Đều dùng giấy liên sử để in Giấy liên sử vô cùng mềm mại Có thể bảo tồn được một nghìn năm Nếu như bị hư hỏng Thì có thể bồi lại được Cho nên thật sự là có thể bảo tồn mấy nghìn năm mà không có vấn đề gì đây là chỗ khác nhau của văn hóa trung quốc với đồ của ngoại quốc đồ của ngoại quốc rất đẹp nhưng không chịu được lâu đồ của trung quốc không đẹp nhưng chịu được rất lâu cho nên tu bổ kinh sách cũ tượng phật cũ tượng phật cũ bao nhiêu người đã từng lễ bái bao nhiêu người đã từng cúng dường hủy hoại phá lạc nải năng phát tâm tu bổ chúng ta nhất định phải có quan niệm đây là quan niệm chính xác không nên cho rằng tu bổ tượng phật cũ thì công đức không lớn xây mới công đức mới lớn xây dựng công trình mới thì nguy nga tráng lệ hơn vô cùng hoành tráng không biết là công đức tu bổ tượng phật cũ lớn hơn gấp bao nhiêu lần xây đắp tượng Phật mới. Nó thật ra không cách gì nói hết. Xem tiếp đoạn kinh văn này dưới đây. Thì quốc vương đẳng hoặc tự doanh biện hoặc khuyến tha nhân nải chí bách thiên nhân đẳng bố thí kết duyên. Đây là nói chúng ta gặp được những đạo tràng chùa miếu cũ hình tượng phật bồ tát cũ kinh điển cũ nếu như sau khi bạn gặp được bạn phát tâm để tu bổ sửa sang cho nó một mình bạn có năng lực tự mình làm là tốt công đức của bạn viên mãn nếu mình không có khả năng thì khuyên bạn bè thân thích của bạn mọi người cùng nhau làm cho đến khuyên một 100 trăm người một nghìn người tập hợp sức mạnh của quần chúng bạn đứng ra đề sướng nói rõ chân tướng sự thật này và lợi ích của nó cho mọi người biết nhưng việc tu sửa đạo tràng cũ Thì nhất định phải lễ thỉnh Pháp Sư Đến trụ trì Nếu như trong đó đã có Pháp Sư rồi Cũng phải thỉnh Pháp Sư Hoàng Pháp lợi sanh Sự việc này trước đây năm xưa tại nơi này tôi thường hay khuyến khích thính chúng của chúng ta các vị thính chúng thường hay nói không có pháp sư đến nơi đây để giảng kinh thuyết pháp phật pháp khó nghe Tôi nói với mọi người họ Tôi nói không phải không có Pháp Sư Đến giảng kinh thuyết Pháp Mà là do các vị không thích nghe Phật Pháp Họ nghe xong Thấy không hiểu Tôi giảng kinh thuyết Pháp tại nơi này Thính chúng nhiều như vậy Tại vì sao nói họ không thích nghe Phật Pháp chứ Tôi lại phải giải thích cho họ tiếp nữa Các vị nghe tôi giảng Tôi đã giảng bao nhiêu năm rồi Giảng Phật Pháp Phải trui rèn trên một giảng bao nhiêu năm Mới có thành tích như ngày hôm nay Các vị đến hưởng thụ quả báo Các vị đến hưởng thụ thành quả Lúc tôi mới học đó Cũng giảng vấp lên vấp xuống Các vị có muốn nghe không? Bạn không thích nghe Vì khi không thích nghe Thì Pháp Sư Giảng Kinh sẽ nản chí lui xuống bục giảng rồi Không giảng kinh nữa Bạn phải biết bồi dưỡng Pháp Sư Giống như trồng cây vậy Bạn phải chịu trồng cây Thì tương lai mới có quả Mới có thu hoạch Bởi vì ý này đã được giảng rất nhiều lần Nên đồng tu bên này Mọi người dần dần hiểu được mới học thì đâu có thể giảng hay được chứ giảng không hay cũng phải nghe mỗi ngày giảng hay rồi thì không nghe cũng không có quan hệ gì không sao cả người mới vừa học giảng kinh cần phải có người cổ động cần phải có người cổ vũ mọi người các bạn đều không đi nghe thì họ sẽ hoàn toàn mất hết niềm tin cho nên tôi nói thích nghe kinh là thế nào là thích nghe người mới học giảng kinh Nhất định không sót buổi nào Để cho những người mới học giảng kinh Những vị Pháp sư này có niềm tin Nghĩ là có lẽ mình giảng cũng không tệ Nên mới đông thính chúng như vậy Đồng thời những vị thính chúng này Ép họ phải giảng kinh mỗi ngày Họ mới có thể hoàn thiện được Họ mới có thể chăm chỉ nỗ lực Tu học vì sao vậy nếu họ không chăm chỉ thì họ sẽ mất thể diện nên nhất định phải có sự chuẩn bị đầy đủ mặc dù là giảng không hay nhưng cũng có thể ứng phó được buổi giảng này cho nên thính chúng là người giám sát thính chúng là thầy thính chúng là người đốc thúc họ trải qua năm ba năm như vậy Họ mới có thể giảng Ở trên bục giảng trôi chảy Mới có thể giảng đúng như Pháp được Thật sự muốn giảng hay Thì chỉ ít phải có 10 năm kinh nghiệm 10 năm không được gián đoạn Cho dù không thể giảng mỗi ngày Nhưng nhất định không được ít hơn 3 lần mỗi tuần Phải duy trì liên tục 10 năm như vậy Thì bạn mới có kinh nghiệm Mà đứng trên bục giảng Đúng như câu nói mở quyển kinh ra Giảng rất thông suốt suôn sẻ mọi bề Nếu như không có địa điểm này để luyện tập Cho dù bạn học được Cũng không có tác dụng gì Ba tháng đến nửa năm không giảng kinh Thì sẽ thấy lạ lẫm Quên mất Cho nên chúng tôi làm ra lớp bồi dưỡng Điểm đặc sắc của lớp bồi dưỡng Là mỗi một học sinh Mỗi tuần chí ít phải lên buộc giảng một lần Đây mới là học Sau khi bạn giảng xong một kinh này Sau đó giảng lần thứ hai Thì hy vọng là một tuần có thể giảng hai lần Bởi vì bạn đã giảng qua một lần có nền tảng rồi Nên phải nỗ lực gấp đôi mỗi tuần giảng hai lần Khi đến lần thứ ba Thì hy vọng mỗi tuần có thể giảng ba lần Hay nói cách khác Khi giảng đến lần thứ tư Mỗi tuần tốt nhất bạn có thể giảng bốn lần Bạn mới có thể học thành công Nếu không thì bạn không thể thành tựu được rồi cho nên chúng ta xây đạo tràng mới cũng tốt, tu sửa lại đạo tràng cũ cũng tốt, nhất định phải thỉnh pháp sư giảng kinh. Đương nhiên họ giảng không hay, giảng không hay mình cũng đến nghe. Mỗi ngày ta đều đến nghe, ta còn mời thêm những người khác đến nghe nữa. Buộc là bạn không giảng không được, buộc là bạn phải cố gắng, buộc bạn phải tu học. Không những ép bạn phải nghiên cứu giáo lý Mà còn ép bạn phải làm tấm gương tốt cho chúng tôi à, Ép bạn phải tu hành Vậy thì công đức của bạn là lớn rồi Những vị Pháp sư này tương lai thành tựu Họ đi giảng kinh thuyết Pháp Phổ độ chúng sanh ở các nơi trên thế giới Đều là do công đức của bạn Tại vì sao họ thành tựu Bạn giúp họ thành tựu Lúc tôi trước đây còn trẻ 26 tuổi tôi học Phật Thời gian này đã từng học 10 năm với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Trên luật giảng tôi chưa từng gián đoạn bao giờ Hầu như đều giảng mỗi ngày Cơ hội này Là do cư sĩ Hàng Anh giúp tôi Mà nên Mà biết được Biết đây là một việc tốt Mà không có tài lực Không có cách gì xây đạo tràng cho tôi Cho nên vào lúc đó Bởi vì bạn phát tâm giảng kinh Đáng thương là Không có chỗ ở Vào trong chùa để xin quải đơn Bạn phải làm kinh sám Phật sự cho họ thì đạo tràng nào cũng quan nghênh Nếu như bạn vào đạo tràng để giảng kinh Thì chẳng có đạo tràng nào quan nghênh Bị giao đường cùng rồi Bà giúp tôi Bảo tôi về nhà của bà ở Tôi ở trong nhà bà 17 năm Bà cho tôi một căn phòng nhỏ Trên lầu nhà bà Đến đâu để giảng kinh vậy? Thuê phòng thuê địa điểm. Bà có rất nhiều bạn bè, thuê văn phòng của bạn bè. Văn phòng buổi tối không làm việc, thì giảng trong văn phòng của họ. Cho nên địa điểm giảng kinh thường hay di dời. Mỗi địa điểm đại khái giảng khoảng dài ba tháng, liền đổi địa điểm khác. Thính chúng có năm sáu mươi người, lúc nhiều thì có hơn một trăm người cứ như vậy, mấy mươi năm không gián đoạn ở trong đây còn có một khoảng thời gian đại khái khoảng ba bốn năm mỗi ngày giảng ba lần buổi sáng giảng một thời chiều giảng một thời tối giảng một thời tôi còn nhớ lúc đó một tuần giảng hơn ba mươi giờ tôi thật là Thích giảng ở trên bục Tôi có cơ hội luyện tập Vì sau này Khi thính chúng dần dần nhiều lên Tập hợp sức mạnh của đại chúng Mua được một tầng chung cư ở Đài Bắc Mua được một căn chung cư Chính là Thư viện Hoa Tạng Cảnh Mỹ Đài Bắc hiện nay Ban đầu Mua được một căn rất nhỏ Ở Đài Loan tính bằng đơn vị bình Là 50 bình Bên này nói thước là 1.500 thước Đạo tràng nhỏ như vậy Đại khái là lớn hơn khoảng một phần ba căn phòng này của chúng ta Địa điểm chỉ lớn như vậy Vì sao dần dần mở rộng Mua thêm căn kế bên cho nên hiện nay Đạo tràng này Mở rộng gần 300 bình Là gần 10.000 thước Hiện nay Quy mô của nó lớn như vậy Vẫn là ở trong căn chung cư Mấy mươi năm vẫn là như vậy Con đường giảng kinh ở hải ngoại này cũng do bà mở ra Đã giúp tôi đi kết duyên khắp các nơi trên thế giới Bà đi tìm thính chúng Đi tìm địa điểm Sở dĩ ngày nay chúng tôi có được thành tựu như thế này Là không thể không có công đức 30 năm hộ trì Của viện trưởng Hà tại vì sao ngày nay ở trong giảng đường trước buộc giảng chúng tôi luôn thờ bức hình của bà là cảm ơn việc người chết như người sống nếu như, như bà đang nghe kinh tại hiện trường vậy bà nhìn thấy sẽ hoan hỷ chúng tôi luôn giữ cái tâm báo ân để thuyết pháp để mà dạy học nếu như chúng tôi không chăm chỉ không nỗ lực không nghiêm túc tu trì không dốc sức hoàn pháp lợi sanh là có lỗi như họ cho nên chúng tôi ở trong đạo tràng ở trong giảng đường trong niệm phật đường chỉ cần là đạo tràng của tôi thì tôi sẽ treo ảnh của thầy và các vị hộ pháp Đạo tràng cư sĩ Lâm không phải là đạo tràng của tôi Cho nên chỉ có mỗi lần chúng tôi giảng kinh Tôi đều hồi hướng cho bà Các vị niệm kệ hồi hướng của các vị Tôi niệm kệ hồi hướng của tôi Không giống như các vị Tôi hồi hướng cho Thầy Hồi hướng cho Hậu Pháp Phật dạy chúng ta phải biết ơn, báo ân Kinh văn dưới đây Nói về Phước báo Phước báo của bố thí Thì quốc vương đẳng Bách thiên sanh trung Thường vi chuyển luân vương thân Phước báo này rất lớn Chuyển Luân Vương có bốn loại Trên Kinh đều có nói Như thị tha nhân đồng bố thí giả Bách thiên sanh trung thường vi tiểu quốc vương thân Người dẫn đầu tu bố thí Vượt báo lớn nhất người đi theo tu bố thí cùng với họ cùng kết cái duyên như vậy thì tương lai quả báo vẫn cùng ở với nhau làm vua nước nhỏ là nước chư hầu thời xưa vua nước lớn giống như tổng thống quốc gia hiện nay vua nước nhỏ là giống như bộ trưởng trưởng tỉnh trưởng huyện thị những người này là vua nước nhỏ chào thời xưa từ đó cho thấy một quốc gia hay một chính thể từ trên xuống dưới trong thời quá khứ đều có duyên với nhau chứ không phải ngẫu nhiên cùng một sự việc giống nhau nhưng tu phước báo lớn như vậy trong chú giải nói rất hay đều là ý trong kinh điển chúng ta hãy đọc qua chú giải một lần quốc vương đẳng hành thí ý nghĩa của bố thí là nghĩa rộng phục vụ cho quần chúng chính là bố thí đích thực là dùng tâm từ bi tâm thanh tịnh tâm cung kính phục vụ cho đại chúng xã hội phục vụ cho nhân dân thì phước báo này rất lớn tự hiệp thượng thăng thượng thăng đáng lẽ họ phải sanh thiên hà phục báo vi nhân vương tại vì sao quả báo của họ là chuyển luân thánh vương tại vì sao họ không sanh thiên phía dưới đích dẫn như ngũ đạo tội phước kinh vân nhân nhi hào quý quốc vương trưởng giả tùng lễ sự tam bảo trung lai đây là chứng tỏ toàn thế giới đều không ngoại lệ không những là lãnh tụ trong chính trị mà lãnh tụ trong bất kỳ ngành nghề nào đều là do lễ kính phụng sự tam bảo mà ra đây là nói rõ nghiệp nhân của họ vi nhân đại phú tài vật vô hạn tùng bố thí trung lai trong xã hội ngày nay chúng ta có thể nhìn thấy trên thế giới thực sự có rất nhiều người giàu sang có địa vị tiền của tính đến mấy chục tỷ mấy trăm tỷ mỹ kim Tại sao họ có nhiều của cả như vậy? Là do trong đời quá khứ tu đại bố thí mà có Nhưng những người này Có lẽ trong đời quá khứ tu phước mà không tu huệ Ngày nay được giàu có mà không biết tu phước tiếp Mặc dù có tu phước làm được một chút sự nghiệp phúc lợi xã hội Nhưng trả lại cho xã hội rất ít Chiếm tỷ lệ rất ít không thấm tháp vào đâu trong toàn bộ số tài sản của họ đây là do họ không có trí huệ họ tu phước không tu huệ nếu như họ có trí huệ thế thì hoàn toàn khác rồi họ có thể đem tiền của của họ giúp cho một nước giúp cho một khu vực thì tương lai họ nhất định là vua của một nước này nhất định là thủ lĩnh của khu vực này họ tu đại phước báo cố tri nhược bất ư phật pháp trung tu hành bố thí chung bất năng hộ tư thắng báo sẽ không có được phước báo lớn như vậy phước báo lớn như thế này nhất định là tu được từ trong bố thí mà có được Chỉ cần bằng tu học đúng như lý như pháp, thì nhất định sẽ đạt được quả báo thụ thắng. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi, A Di Đà Phật.